We are very, very busy here because of the preparation, two lamas and myself. Every day working very, very hard, prepare, which is Nyungne, at Set Nyungne, and new accommodation, new building, need done many things. So that reason, and sometimes we missing a Mahakala prayer. So please continually, when I'm student in the Zoom, you can pray and don't stop, because otherwise we are busy and you guys stop is not good. So therefore, very, very important to pray diligently. Rinpoche gửi lời chào đến tất cả đệ tử trên Zoom cũng như tại tu viện. Trong vài ngày và nhiều tuần gần đây, bên trung tâm Sydney rất là bận rộn vì Rinpoche Lama và nhiều đệ tử phải liên tục mỗi ngày phải qua chuẩn bị cho căn hộ mới và chuẩn bị phòng ốc cho chương khóa tu năm nay sắp đến vào tháng 5 năm nay. Cho nên thầy đôi khi có nhiều cái buổi tùng Mahakala không có tham dự được. Thầy mong rằng tất cả đệ tử hiểu và thông cảm. Và thầy thấy tuy vậy, nhiều đệ tử cũng liên tục lên hành trì trên Zoom. Thầy vô cùng tán thán và rất hoan hỷ. Thầy khuyến khích tất cả chúng ta hãy tiếp tục làm như vậy. Tuy không có thầy, nhưng mà chúng ta phải vẫn tiếp tục hành trì trên Zoom đều đặn. Vì dạo này thầy cần thời gian để có thể chuẩn bị mọi thứ để cho kỳ tu lúc này sắp tới cho chúng ta. Lama Tenzin and the other some students still working there. So we start early morning to until evening, and some student working continually when they finish their job. Hiện giờ Lama Tenzin và có vài đệ tử vẫn tiếp tục đang làm việc bên nhà mới, thu dọn và sửa chữa lại từ sáng đến giờ này, tối vẫn còn đang tiếp tục làm chưa xong, cho nên Lama không tham dự được buổi truy tục ngày hôm nay, chiều nay. So that reason, not many students this evening. Cũng do vậy mà chiều nay có không có nhiều đệ tử tham gia khóa đọc kinh nguy kỷ của Đức Quang Thế Âm, cũng vì lý do rất là bận rộn để phụ giúp cho Lama. Okay, so now we start prayer genesec. So we have a prayer genesec. So which is whenever you pray or practice, which is really, really important, I always encourage all of you. So which is a right motivation with generating bodhisattva mind. So even you start coming here from your house to here, so you're thinking, I'm going to tonight pray Genese, because that is purpose beneficial to all limitless mother sentient beings. All limitless sentient beings are wishing to leading enlightenment. So that reason I'm going to practice Genese, and then all the sentient beings free from suffering, liberating to our Lokottara pure land. And the same time when you start prayer, so now you are leader, you are lead all sentient beings. So one single pointingly, when they can hear your voice chanting, so automatically they can understand human beings, non-human beings, with the form and the formless realm, all the six realms, the sentient beings, whoever can hear that.
So automatically their language turning to them, and not just like couple students. You can thinking, imagine millions, hundreds of thousands pray together. And when you considering you carry that kind of motivation, so then which is really entirely same, you are leading all the six realms, same thing being is, and the pray together and practice together. Trong khi chúng ta hành trì và thiền định về Đức Bổn Tôn, Đức Quan Thế Âm vào mỗi chiều thứ sáu như vậy, luôn luôn Thầy Trung Trời đã nhắc nhở đệ tử rằng trước khi chúng ta rời nhà, đầu tiên chúng ta biết rằng chúng ta chuẩn bị để đến tu viện để hành trì pháp môn của Đức Phật, lòng của lòng bị mẫn, thì chúng ta phải phát khởi động cơ chân chánh hướng về lợi lạc của vô lượng chúng sanh và phát khởi Bồ Đề Tâm để mong rằng nhờ qua sự hành trì này chúng ta có thể dẫn dắt và đem lợi lạc tới tất cả chúng sanh, để đem tất cả chúng sanh vốn đã từng là mẹ của chúng ta từ ít nhất một hoặc nhiều đời kiếp về trước mà chúng ta không hề hay biết, để tất cả bà mẹ chúng ta có thể giải thoát lên khỏi tịnh độ của Đức Phật Quan Thế Âm, cũng như thoát tất cả những mọi sự đau khổ của dòng sinh tử luân hồi và đạt được sự giác ngộ toàn triệt viên thành Phật Đạo. Khi chúng ta có một động cơ đúng đắn và bồ đề tâm như vậy, cộng với sự tập trung nhất tâm bất loạn chúng ta hãy nghĩ tưởng rằng tất cả những âm thanh chúng ta đọc tụng thì vô lượng chúng sanh từng trong tất cả các cõi, từ cõi thấp nhất cho đến cõi cao nhất, chúng sanh hữu tình hoặc có hình tướng hoặc là vô hình tướng đều nghe được những lời chúng ta đọc tụng rất là rõ ràng, và tất cả họ đều hiểu được ý nghĩa trong cái phần minh chú chúng ta đọc. Thì một khi họ nghe được như vậy thì chắc chắn tất cả những vô thiện nghiệp, bất thiện nghiệp của họ được hóa chuyển hóa, và tất cả họ sẽ được vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật Quan Thế Âm. Chỉ như vậy, với động cơ thuần tình và chân chánh, tất cả những điều chúng ta làm sẽ mang lại vô vàn lợi lạc thực sự. So after that, when we start actual prayer, so we are recitation and the three times refuge prayer. So firstly, taking refuge to Buddha and the Dharma and the Sangha. So taking refuge, propose is all amless sentient beings, my mother sentient beings, all mothers, my mother sentient beings are wish taking enlightenment. So that reason take refuge to three jewels. So then after that we have a seven branch prayer. So every prayer have seven branch prayer. So after that we pray for homage for six Buddhas. So this is six Buddhas represent of the six realms. So we requesting, so whoever entered the rebirth and the six realms, so when we requesting prayer for six Buddhas to liberating free from and the suffering. And the same time, then after that we recitation six syllable mantra. So six syllable mantra represent six paramita, also represent of the six Buddhas, so which is many, many. And then when we, during the recitation, short mantra, six syllable, and the long mantra, during that time, we can sending compassion and the love, and whoever have always develop a negative and harmful to all other sentient beings. So we sending compassion and love, so may they change their mind, turning to peaceful and compassion. Like for example, now in the Russia and also Ukraine war. So every day, how many living beings lost their life because, like some people, mind turning to evil mind, they can harmful many living beings. So now we pray
and include the prayer we wishing they change their negative mind and the positive mind, and also their unkind mind, compassionate mind. We request our Lord Shura, compassion Buddha, pray together. Phần đầu tiên, trước khi chúng ta vào nguyện quỹ chính, sau khi phát tâm Bồ Đề và quan sát động cơ chân chánh chúng ta, thì chúng ta vẫn quy y hướng về đạo sư cũng như Tam Bảo. Phần quy y đúng với đối với đạo sư cùng Tam Bảo, ý nghĩa đây duy nhất là vì lợi lạc của vô lượng chúng sanh. Tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của chúng ta, đã nuôi đấng chúng ta và rất nhiều công ơn nặng như núi trời biển. Thì đây cũng là động cơ duy nhất và lý do mà ta hành trì giáo pháp và quy y Tam Bảo, để mong rằng chúng ta có khả năng để đem lại sự lợi lạc cho tất cả những bà mẹ đó, và đem họ chẳng những thoát khỏi những đau khổ của những cõi thấp và thoát khỏi dòng luân hồi sinh tử, đạt được sự giải thoát toàn triệt. Sau khi đó chúng ta vào phần bảy hành phổ hiền, thì trong tất cả nghi quỹ đều có phần này, bảy hành phổ hiền như chúng ta đã từng đọc theo. Sau khi đó chúng ta quán tưởng và trì tụng phần hướng về sáu đức Phật. Sáu đức Phật đây là đại diện, là tượng trưng ý nghĩa cho sáu cõi, tất cả các ngài đem lợi lạc cho chúng sanh trong sáu cõi giới. Rồi chúng ta thỉnh nguyện sáu chư Phật trở về để làm sao có thể hỗ trợ và giúp cho tất cả chúng sanh thoát mọi mê lầm, thoát khỏi những đau khổ, những thống khổ trong dòng luân hồi sinh tử bất tận này. Và sau đó chúng ta trì tụng lục từ minh chú. Lục từ minh chú cũng có nghĩa là lục độ ba la mật, và đồng thời cũng có nghĩa là sáu chức Phật, mà còn những ý nghĩa thâm sâu khác mà đạo sư hiện giờ chưa có kể cho chúng ta nghe, nhưng mà còn rất ý nghĩa rất là thâm sâu. Thì sáu lục từ minh chú này, hoặc là trường chú, chú đại bi, tất cả ý nghĩa đây là chúng ta phát khởi tâm từ bi, lòng thương tưởng vô bờ và tâm bi đến hướng về vô lượng chúng sanh trong thế giới chúng ta, cũng như tất cả chúng sanh trong tất cả những cõi giới khác, để mong rằng, khao khát, mong mỏi rằng tất cả họ chuyển tất cả những tâm bất thiện thành thiện lành, chuyển những tâm hung nộ thành từ bi, để tất cả có một sự an bình trong nội tâm. Như chúng ta thấy được, vì chúng sanh không có sự từ bi và không có sự an bình trong tâm, cho nên thế giới chúng ta mới có vô vàn những chiến tranh xảy ra như ngày nay. Thì chỉ một chúng sanh hoặc vài chúng sanh có những tư tưởng bất thiện như vậy thì gây ảnh hưởng rất lớn, trầm trọng đến tất cả những chúng sanh khác, và cũng vì chiến tranh, khói lửa triền miên, và rất cả nhiều người đã vì việc này mà phải mất mạng. Cho nên chúng ta hãy mong cầu và khao khát, phát khởi sự khát vọng rằng những sự cầu nguyện chúng ta mong lại, đem lại cho tất cả được có một tâm trạng an bình, và tất cả những bất thiện nghiệp của họ để chuyển thành thiện lành. So after that meditation, so whenever prayer, whenever meditation, when we understanding and then practice, so which is more significant and more beneficial. Otherwise, sometimes a lack of the understanding, and the, when we practice, no understanding much meaning, just like chanting, very much turn into paranoia, and then it's still has beneficial, but not much. So therefore, when we start from prayer, and then we put our mind and the body and the together, and then when we practice, so then Dharma dissolves into our mind dissolves into the Dharma. So then we never give up Dharma, and turn into, which is very, very solitary. And no matter what the situation, even obstacle comes, not easy to affect it. Without that, sometimes when our mind, ordinary mind, so always shaking, always easy to change. So if our mind dissolves into the Dharma,
So then Dharma is always very pure. Nothing is impure. So more stable and the more even obstacle comes, not easy to take away. Otherwise, sometimes if we, our mind not dissolve into the Dharma, sometimes we can see, like we counting ear practice, and sometimes like counting how many great masters we meeting, and then this or that always come. Sometimes we build up ego. So then that kind of practitioner, I said, can be really dangerous, you know, and that anytime also easy to give up Dharma, and anytime easy to also obstacle can taking away. So therefore, which is whatever we practice short or long, so we can apply in our mind, and when we practice, so which is more safe and more beneficial. Sau khi đó chúng ta vào phần thiền định, và một khi chúng ta thâm nhập vào phần thiền định thì điều vô cùng hữu hiệu và quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang làm gì. Một khi chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn và chân chánh thì tất cả mọi sự khác biệt đều rất là mạnh mẽ, và chúng ta sẽ mang lại vô lượng lợi lạc cho rất nhiều chúng sanh mà chúng ta dù biết hay không biết, tất cả mọi họ đều được những lợi ích vô cùng lợi lạc. Nhưng nếu chúng ta không hiểu và không biết chúng ta đang làm gì và động cơ không chứng chánh, không chân chánh, thì tuy chúng ta làm việc tuy thiện lành nhưng mà lợi lạc thì rất là ít ỏi so với nếu chúng ta hiểu và động cơ kết hợp với động cơ và bồ đề tâm chân chánh. Khi đọc tụng và trì chú hoặc là ngồi thiền thì chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng thân và tâm chúng ta luôn luôn phải ở bên nhau, luôn luôn an trụ trong chánh niệm và tỉnh giác. Luôn luôn chúng ta hãy cố gắng đưa pháp vào tâm mình và đưa tâm mình vào pháp, để pháp và tâm có thể hợp nhất với nhau. Như vậy thì trở nên lúc đó tất cả những điều, dù cho những che chướng, những chướng ngại đều xảy ra, chúng ta không bị ảnh hưởng và tâm chúng ta trở nên mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Nếu không như vậy, nếu tâm và pháp chúng ta rời rạc với nhau, tâm cũng cho thông nhập, không thâm nhập được pháp, thì mọi chuyện sẽ rất là dễ dàng thay đổi. Gặp những che chướng, những vì tuy nhỏ hoặc những che chướng lớn, những trở ngại, thì tâm chúng ta trở đi thay đổi, ta có thể bỏ pháp, rời xa pháp, và đôi khi chúng ta lại bị những che chướng này đem chúng ta, tâm ta đi, và chúng ta không còn biết khi nào quay quay đường trở lại. Như vậy, có nhiều đệ tử cho rằng đã hành trì giáo pháp rất là nhiều năm, đếm từng ngày, từng năm, từng tháng, đã hành trì bao lâu rồi, đã gặp được vị đại sư nào, những vị cao tăng nào, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng như vậy thật sự rất nguy hiểm. Thầy đã nói rằng khi chúng ta chỉ nghĩ về hành trì thời gian bao lâu, đã gặp được ai, đã gặp được vị nào, cao tăng như thế nào, thì vô tình bản ngã chúng ta sẽ nâng cao và chúng ta sẽ rơi vào đó là một cái chướng ngại rất là khó chúng ta quay về về pháp. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng và luôn luôn nhìn vào, quán xét tâm mình, phải cố gắng để đưa pháp vào tâm, như thầy luôn luôn dặn, thì mọi khi chuyện gì xảy ra chúng ta chắc chắn sẽ không rời xa pháp, và tất cả những che chướng sẽ không ảnh hưởng chúng ta. So especially when you have a time, you can practice meditation, even you can making timetable. If you are not too busy, so you can regular practice meditation. So meditation sometimes also practitioners misunderstanding, sometimes saying like certain times not allowed meditation, very dangerous. Not like this. You can do any time, anywhere you can meditation. So meditation, when also practice meditation, so sometimes also misunderstanding, like thinking nothing, and nothing here, nothing happened, and then everything like switch off. That impossible, you know. Maybe you heavy sleep and too tired,
maybe possible happen that, but the meditation not happen that. In the beginning, when we practice meditation, which is really important, don't try too hard. Just everything, your body gesture and your mind, don't too tight. And you can try much as you can. Leave everything naturally. When you live naturally, so then we cannot try to control our mind. We need to live everything very naturally. So when we practice that way, so no matter good or bad, whatever thoughts come to our mind, just you simply recognize, you can use your awareness. And firstly, you can use, which is mindfulness, when you practice. And then whatever comes thought, comes and thoughts, so awareness can recognize, you can aware, you know. No need to judgment this good or bad, whatever thoughts comes. So you can recognize all that confusion, that thoughts. Just you recognize, automatically aware from our thoughts. So little while, and then again you can, whatever you're using object, breathing in, breathing out, or using holy object and focusing, you can watching or focusing. So little while also, without knowing, again different thoughts, your mind go away. Doesn't matter. Again, you recognize or there's confusions. No need to think this good or bad. When you realize that awareness, recognize, so again you can bring back your with your object, breathing or holy object, focusing again, comes, goes, comes, goes. So continually when we practice meditation, so then slowly we can build up concentration. Beginning when we practice meditation, of course nobody can stay like many hours without any distraction. That impossible, you know. And maybe like unless past life practice many lifetimes, you are a good meditator. So of course, yeah, then possible. But without that, very, very hard. So we are reborn, retired many lifetimes. So we build up confusion, delusions, that, you know. So therefore, we have confusions, delusions. No need to worry. We have already, that resonates to meditation. So our mind like very much like crazy monkey. Crazy monkey jumping up top of the tree, going down into the ground, like until exhaust is, you know. Doesn't matter, let jump up, let going down. Just keep watching your monkey mind. So one day, monkey will be too exhausted, and then monkey will be very, very tanned, and very relaxed, and very contentment. So our monkey mind, until that we need to continually watching and continually recognize to thoughts, confusions. Rất đặc biệt, trong khi chúng ta hành thiền, chúng ta hãy cố gắng sắp xếp thời khóa tại nhà ít nhất một ngày có vài giờ hoặc vài phút để chúng ta ngồi tĩnh tâm hành thiền. Khi hành thiền như vậy, giờ giấc bất cứ lúc nào cũng được, đừng có nghe nhiều người nói rồi bàn là giờ này không tốt, giờ kia không tốt, không có chuyện ra. Bất cứ lúc nào chúng ta có thể sắp xếp tại nhà vài phút cũng được, chúng ta cứ việc ngồi thiền như vậy. Quan trọng là chúng ta phải hiểu chúng ta đang làm gì. Một khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta hãy cố gắng đừng quá căng thẳng, thân tâm hãy thả lỏng và thư giãn ra, đừng quá cố gắng, cũng đừng quá thư giãn đến nỗi mà chúng ta phải buồn ngủ. Chúng ta luôn luôn tỉnh nhưng mà phải sáng và lặng. Chúng ta hãy thả mọi thứ thân và tâm như một cách rất tự nhiên,
đừng cố gắng để làm chủ tâm mình, chuyển tâm hoặc là suy nghĩ cái gì đó để làm sao cho chúng ta ngồi thiền được tốt. Tất cả những sự cố gắng này không cần thiết. Đặc biệt là chúng ta những là hành giả sơ cơ thì chỉ còn ngồi ngay ngắn, thả lỏng, thư giãn thân và tâm. Và chúng ta, điều quan trọng nhất hiện giờ đối với chúng ta rằng khi nhìn vào tâm mình, tất cả những suy nghĩ, những ý niệm nào khởi ra trong tâm, chúng ta phải nhận ra được đây là những ý niệm, những niệm khởi trong tâm mình. Chỉ cần nhận ra được niệm khởi trong tâm, từ từ chúng ta dần dần sẽ có được một cái sự chánh niệm, một cái sự tỉnh giác thông qua việc chỉ cố gắng liên tục nhận ra những vọng tưởng, những suy nghĩ khởi trong tâm mình ra mà thôi. Không cần phán xét đây là niệm tốt, niệm xấu như thế nào, có cần thiết hay không cần thiết, không cần quán xét, không cần suy nghĩ về nó, chỉ cần biết nó đang hiện khởi, nhận ra rồi tự động nó sẽ mất đi như là không có dấu vết gì cả. Chúng ta có thể dùng phương tiện giống như là một là chúng ta có thể để hình Đức Phật và để một tôn tượng Đức Phật trước bàn thờ, hoặc là chúng ta nhìn vào tôn tượng đó và chúng ta hành thiền, hoặc là chúng ta có thể đơn thuần là quán tâm mình hoặc là quán vào hơi thở của mình. Nhưng điều quan trọng chúng ta phải nhận diện ra những ý niệm đang khởi ra trong tâm mình và luôn luôn an trụ tâm mình, cố gắng trong chánh niệm và trong tỉnh giác trong trong thời khá dài hoặc ngắn, chúng ta phải cố gắng hết sức mình. Như vậy dần dần chúng ta sẽ có thể làm được một thói quen, sự tập trung chúng ta sẽ cao độ phải nâng cao hơn, thì sự tánh niệm tỉnh giác cũng dần dần nhạy bén hơn. Đừng mong rằng có một cái kết quả thật nhanh, thật ngắn, trừ khi chúng ta là những hành giả đã từng ngồi thiền và đã từng tu tập trong nhiều kiếp. Còn không bằng không thì chúng ta cứ thư giãn, không cần phải mong cầu những kết quả, chỉ cần đơn giản ngồi xuống vài phút trong từng ngày, nếu chúng ta có thể sắp xếp thời gian rằng vì chúng ta biết được tâm chúng ta giống như là những con khỉ vườn đây, luôn luôn nhảy cành này qua cành khác, đến khi nào hoàn toàn kiệt quệ mệt mỏi thì mới ngã xuống mà nằm, thì tâm chúng ta cũng như vậy, hết nghĩ chuyện này lại sang chuyện khác, cứ liên tục như vậy tâm chúng ta trở nên không có một giây phút nào an tịnh và nghỉ ngơi. Cho nên chúng phải cố gắng nhận ra những tư tưởng đó và đừng bám chấp, đừng theo họ, thì dần dần chúng ta sẽ ngồi thiền một cách tốt đẹp và mọi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Okay, so we can practice short meditation here. Chúng ta sẽ tập một thời thiền ngắn với thầy.